Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với một chương trình âm nhạc giàu tính nhân văn, Hát mãi ước mơ mùa 3. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, đến với chương trình Hát mãi ước mơ, chúng ta sẽ cùng được gặp gỡ những nhân vật mà ở đây họ sẽ kể cho chúng ta nghe những câu chuyện rất là giàu cảm xúc, những mảnh đời đang cần được giúp đỡ. Và với thông điệp cất cao tiếng hát, lấn át khó khăn, chương trình Hát mãi ước mơ hy vọng có thể thắp lên được những mơ ước vẫn còn đang dang dở. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai vị giám khảo vô cùng quen thuộc của chương trình, đó chính là nghệ sĩ Trấn Thành và ca sĩ Võ Hạ Trân. Cảm ơn hai anh chị và mời hai anh chị sẽ về vị trí quan trọng giám khảo của mình. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay, đó chính là vị giám khảo khách mời, nghệ sĩ hài Thúy Nga. Em đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói. Em đã biết xa lâu thì nhớ lần lựa chi mắc cờ. Mặt liếc chua hoa, ta về nơi ấy buồn ba bốn ngày, buồn ba bốn ngày. Em đã biết phố đông nhiều ngõ, đường yêu đương chắc chờ. Ai lắc léo chỉ từng câu nói cho ngày sau nên nổi để bấy. Cảm ơn bài hát mà chị Thúy Nga mới vừa gửi đến chương trình Hát mãi ước mơ. Hy vọng là ngày hôm nay mình sẽ hoàn thành thật tốt cái vai trò cầm cân nảy mực của mình. Dạ, cảm ơn chị. Xin mời chị sẽ về vị trí giám khảo của mình ạ. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà. Và ban giám khảo của chúng ta cũng đã ổn định rồi. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong ít phút nữa với vòng 1, vòng ước mơ. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với vòng 1, vòng ước mơ. Và câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay là hoàn cảnh của chú Phạm Ngọc Tám. Tuy bị mù bẩm sinh, gặp rất nhiều khó khăn nhưng lại có một đam mê vô cùng mãnh liệt với âm nhạc. Để từ đó mà âm nhạc chính là nguồn sống của chú, giúp chú vượt qua tất cả mọi khó khăn. Và cũng chính vì cái duyên âm nhạc đó đã giúp chú có được một gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng theo dõi đoạn video clip về chú. Mình nghèo, mình bệnh tật, chứ mình vẫn vượt khó qua. Mình không muốn ai chê bôi, coi thường mình. Cứ tự tin trong mình đừng để có nỗi buồn nào trong mình ám ảnh ra. Cứ lúc nào mình cũng có niềm vui là mình tự tin rồi. Bản thân của tôi là bị bẩm sinh mù trong bào thai của mẹ sinh ra. Khi tôi có vợ, tôi cũng sinh con ra.
con tôi nó cũng ảnh hưởng di truyền giống như tôi. Về đa sống là chú đi bán tam bán vé số, còn cô thì đi mua vợ chơi á, kiếm nhà trăm trăm rưỡi ngon, nhưng mà mình cũng cố gắng vượt qua để nuôi con ăn học. Tới đây là chú có cháu nội là chú cảm thấy cuộc sống của chú nó vui hơn như ngày xưa nữa. Cháu nội nó khác hơn chú nhiều, sức khỏe tốt mà mắt mũi bình thường. Cô chú mừng lắm, mừng không thể tưởng nổi. Trước khi dậy lại ẩm nước bé ra ngoài, giờ mới nói một chập cho nên nó vui rồi, mới đi bán được, mới đi làm. Mỗi lần âm với số đi thì bị nó lừa, bị nó đổi với số giả nhiều quá. Lúc đó tôi về bàn vợ là vay tiền mua cái loa để hai cha con kéo đường phố cho hát, rồi con thấy mờ mờ con đi bán. Em đi phụ giúp ba thì mục đích chính là cũng bảo vệ ba, với lại mình cũng cố gắng dìu dắt ba qua đường cho nó đỡ xe cộ hơn. Đi làm với ba mà cho dù có mày cái máy thì nghe nhạc của ba hát thì em cũng không có mày nữa. Không hát nổi nữa thì chú ước mơ sao mà có một khoản tiền nhỏ nó nhỏ nhỏ, mở cơ sở mát xa 4 giường hoặc là 3 giường để đâm lưng kiếm sống qua ngày. Cực bao nhiêu chú cũng chịu, chú muốn cho con chú sau này nó có tương lai nó đỡ hơn chú. Tôi sẽ hát cho gia đình của tôi. Sông lành đò vẫn neo chờ ai, mong đời người lâu rồi người ơi. Đây tiếng chuông vòng xa xôi, đây bên đưa về nơi nơi, đây dòng hương muôn đời. Câu hẹn họ nhớ ghi đừng phai, niềm người náu trồn kề vai. Nghe thoáng xa điều làm ai, nghe gió lay cành dương rơi, nghe dòng ca tiếng cười. Miền Trung đợi chờ, miền Trung thương nhớ, thương nhớ dệt thành thơ. Khúc mơ bóng giang xưa luyến lưu giờ tiễn đưa, kỷ niệm còn đó những người đâu, đừng phụ tình nhau để chờ nhau. Đây tiếng chuông vòng đêm thâu, đây bến xưa đỏ vẫn lâu, đây thủy dương thắm màu. Đây tiếng chuông vòng đêm thâu, đây bến xưa đò vẫn lâu, đây thủy dương thắm màu. Đây thủy dương thắm màu. Con đang nghe cái giọng hát của chú hát hay lắm. Mọi người có thể nghe được cái bài hát của chú rất là tình cảm, mà có những cái đoạn cái giọng hát của chú nó nức nở mà nó nghẹn ngào. Miền Trung đợi chờ, miền Trung thương nhớ, thương nhớ dệt thành thơ. Thì thành là con rất là bất ngờ, cái giọng hát của chú rất là hay chú. Mà con tiếc có mấy câu á, sao tự nhiên cái chú giống như chú bị rung hay là chú bị xúc động quá, cái chú bỏ quên, chú không hát mấy câu. Tiếc quá trời bảy, tiếc quá trời quá đất tám ơi. Ở đây thì chúng ta có thấy là sự xuất hiện của
Em Ngọc Thiện là con trai của chú Tám. Mời em lên sân khấu nha. Khi mà xem cái clip thì con cảm thấy rất là hâm mộ gia đình của chú. Quá hạnh phúc, và mà chú là một người ba rất là tuyệt vời, khi mà lúc nào cũng yêu thương và dành những điều tốt nhất cho con hết. Thiện thấy đường bao nhiêu phần trăm? Dạ, em thấy cỡ khoảng 40-50% thưa anh Thành. Chú Tám cũng đã đi bán vé số vất vả để dành dụm chữa cho em một con mắt để giờ nhìn thấy được 50%. Cái ca đó là mình tốn chi phí bao nhiêu em ạ? Hồi trước thì em cũng không nhớ nữa, nhưng mà chắc ba em biết, em còn nhớ. Cỡ 37-40 triệu. Hồi đó thì vì khi mà tôi gom tiền là đi mổ, thì trong thời gian mổ thì mẹ nó ở trong phòng, còn tôi thì ra ngoài vẫn tiếp tục đi mua bán vé số. Thường quá. Quan trọng em á, phải có được một người ba quá tuyệt vời, rất là lạc quan, cái năng lượng sống cực kỳ tích cực, gần gũi, thân thiện, đáng yêu. Cha con đều mê văn nghệ nha, yêu thương nhau. Lát để coi từ đây đến cuối giờ cô có gì xảy ra không, để biết đường, để tặng quà, được cái nào. Dạ, ráng ca cho hay nha chú. Dạ, tôi phải ca, hứa tôi sẽ ca cho hết mình để cho anh Trấn Thành với chị ca sĩ cùng mọi người cùng nghe. Dạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của một người thợ may muốn dùng niềm đam mê ca hát của mình để giúp đỡ cho gia đình của người anh họ tại quê nhà. Xin mời quý vị khán giả cùng các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi đoạn video clip sau. Con người ta đậu đại học thì người ta họ mừng, còn con mình đậu đại học thì mừng nước mắt nó rớt. Bây giờ không biết tiền đâu mà nó đi học đây. Em hy vọng là ba em có thể đạt tới được ngày em thành tài để ba em có thể tự hào về em ạ. Tôi là Nguyễn Hữu Thuần, sinh năm 1974, quê ở xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Tôi lập nghiệp mà 21 năm rồi. Tôi muốn hát để giúp anh Tăng, là con của ông bác ruột. Anh Tăng phát hiện bệnh là trước đây cả 2 năm. Chú Tăng là chú bị bệnh ung thư gan với mặt, và sức khỏe của chú thì nó còn 30% rồi. Con có được mau mát nè, đứa nào là từ lớp 1 tới 12 cũng học sinh giỏi, nó biết nghe lời, nó phụ giúp cho ba mẹ từ lớn đến nhỏ. Em biết là em được đi học á rất là khó khăn, cho nên là em luôn khao khát được học tập, được có trí thức chứ hả. Dạ, có cố gắng mà động viên á, rón hạ cái gì rồi. Mẹ cứ mẹ lo là tới chứ giờ không biết sao. Vay gần 30 triệu rồi, cho nên nó hạt. Em chưa bao giờ nghĩ tới việc nghỉ học đâu ạ. Việc mà mình đạt việc học lên hàng đầu để mình có một cái tương lai tốt hơn thì đó mới là đền đáp công ơn của ba mẹ ạ. Anh Tăng bây giờ cái nỗi lo nhất của ảnh là ảnh nằm xuống được mình bà xã, là ba không có lo nổi cho mấy đứa nhỏ. Cho nên cần số tiền để trả nợ ngân hàng, mấy đứa con ăn học. Và tôi sẽ hát cho gia đình của anh họ tôi. Tình cha mát như vận thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn.
chúc đời vì con giang nan ân tình đậm sâu bao nhiêu cha hỡi cha già giàu yêu và con nhớ mãi những ngày tháng qua kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng nhớ hoài tuổi thơ bên cha gian khổ ngày đêm chăm lo mong muốn con được lớn khôn còn nhớ những ngày ấy những đêm trường giá lạnh và cha nằm ôm con rơi ấm những cành dài nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói này con yêu ơi con hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian nghèo thì cho sạch rách sao cho thơm những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim cha hỡi cha già giàu yêu những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim cha hỡi cha già giàu yêu những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim cha hỡi cha già giàu yêu. Giọng thì da diết lắm nhưng có cái bài này anh ca hơi bị dàn trải quá anh Thuần, làm sao để nó gãy gọn lại, nhưng mà giọng rất tình cảm, rất là tha thiết, thấy anh hát bằng cái tấm lòng của mình em nghĩ là như hơi lo lo thôi. Nếu mà cho thang điểm thì cỡ 8/10 đó, hai cái điểm còn lại là cái điểm mình nên hát như anh Thành, đó là mình hát đúng cái nhịp, tại vì cái bài nó sẽ rất là hay nếu như mà anh thả đúng nhịp đó, anh là hát bị chậm hơn cái nhịp của nó một chút. Thì anh hát rất là hay. Nếu mà mình rút kinh nghiệm những cái bài hát sau mà mình thi á, làm sao cho nó hay hơn nữa thì sẽ tốt cho anh. Vòng sau sẽ tự tin hơn anh Thuần ha. Cố lên nha. Dạ, và ngày hôm nay thì đến đây với anh Thuần còn có sự xuất hiện của bé Phương Loan. Đó là con của chú Tân. Xin mời em mình lên sân khấu luôn nha. Dạ Loan. Em học luật hả? Dạ, ngành của em học là quản trị luật, là có nghĩa là vừa học quản trị kinh doanh vừa học luật nữa. Ước mơ của em sau này là ngoài làm luật ra còn muốn kinh doanh nữa. Có hoài bão là tốt, có cái sở thích và cái mục đích cụ thể là tốt hơn nữa. Anh chúc cho em phải học thật giỏi. Cố lên nha. Dạ, em cảm ơn ạ. Theo chị biết đó là mẹ em đó là ngoại trừ cái việc mà chăm sóc ba ở nhà đó thì còn khi nào mà rảnh tay là mình cũng ra chợ bán đúng không? Mẹ em thì không có buôn bán ngoài chợ mà là quét rác chợ chị. Cái việc mà mẹ em quét thì việc đó rất là cực khổ và là có rất có hệ cho sức khỏe, thì em chỉ mong muốn là mình sớm thành đạt để cho ba mẹ là gia đình em có được cuộc sống tốt nhất về vật chất ạ. Chị
Vậy thì bây giờ mỗi ngày em đi học và đi dạy gia sư bằng phương tiện gì, xe buýt hả em? Dạ, bằng xe buýt ạ. Chị cũng nghe có hoàn cảnh của em thì chị rất là xúc động và chị sẽ tặng cho em một chiếc xe đạp nha. Dạ. Và chúc em học giỏi và sẽ cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Còn chị thì xe đạp thì chị nghe tặng rồi. Tặng tháng tiền học. Thì đó, bây giờ thì chị tặng tiền học cho em thì mình cũng đỡ phần nào đúng không? Thay vì mà rồi hoặc là chi phí sinh hoạt thì chị tặng em 3 triệu. Bé Lan, chị tặng em cố gắng phấn đấu học tập rồi làm những cái điều rạng rỡ cho gia đình mình. Đây, chị không có cái gì bằng một tấm lòng và một ít tiền, chị gửi cho em, tặng cho em một chiếc xe đạp. Dạ, em cũng muốn phụ nhẹ nhẹ 3 triệu. Cái này là cái chị Sam gửi riêng cho em ha. Em cảm ơn chị, cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn chú Thuần cũng như là bé Ngọc Loan nhiều ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của một cô gái sinh viên trường y. Cô gái đến đây là để thực hiện ước mơ cho hai người anh họ của mình. Hai chàng trai mang trong mình hội chứng xương thủy tinh từ khi mới vừa chào đời. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng xem đoạn video clip về câu chuyện vừa rồi. Em tên là Nguyễn Thảo Nhi, 23 tuổi, hiện là sinh viên năm thứ 5 khoa Y, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Về cái hoàn cảnh giữa của An và Minh thì rất là khó khăn. Mẹ của ảnh thì cũng đi làm thuê, rồi thêm là hai anh em lại bị xương thủy tinh nữa. Ví dụ như ở quê thì người ta có thể lao động tay chân để kiếm sống, nhưng mà hầu như cái việc này là không thể với hai anh em. Lúc mà sinh ra thì em cũng như bao người bình thường thôi. Nhưng mà khi 4 năm tuổi đây em cũng không nhớ nữa. Rồi cái tai nạn ập tới đến khi mà em học gần hết lớp 6, tai nạn là cuối cùng em đi được. Mình ăn nó cũng sáng suốt lắm. Nhiều khi nó làm mà thấy nó cũng buồn, hỏi làm sao nó buồn, nó nói con làm mà đồ con thiếu đủ thứ, không có tiền để mua. Nó nói thôi để ráng đi, để mẹ ráng làm, mẹ mua cho con. Chứ giờ biết làm sao, giờ con mình nên mẹ làm ăn, còn mẹ lo, còn nhiều khi thiếu lên thiếu xuống, thiếu trước học sao đủ đó hết trơn. Nếu như mà em như con người khác, em không có đại mẹ đi làm vậy đó. Lúc trước em có nhiều cái đam mê đó. Nhưng mà từ khi không còn đi được nữa, em muốn làm cái công việc này, công việc hiện tại. Từ ngày mò tự học, em không muốn làm gánh nặng cho gia đình. Em không có tự đứng bằng chân của mình được, nhưng mà em muốn tự đứng lên bằng hai tay của mình. Em muốn thay cha để nuôi mẹ và em của em. Em hy vọng là qua chương trình, đối với những cái bài hát của em dù chỉ là một phần nhỏ thôi, thì nó cũng sẽ giúp cho anh An và Vinh có những cái suy nghĩ tích cực, làm động lực cho chính mình, cũng như gia đình của An và Vinh cũng sẽ vui vẻ. Và đó cũng sẽ là một điều mang đến sự lan tỏa cho mọi người trong cuộc sống này. Phượng
mưa nước lên điên điên trố bông, bao nhiêu buồn vui ôm trọn vào lòng. Lục bình trôi níu dòng đời trôi, giọt lệ rơi thấm mặn bờ môi, uống chung nhau chén tình ngất trào để quên thương đau. Cảm ơn những giai điệu tươi vui mà Thảo Nhi vừa gửi đến chương trình. Không biết là anh Thành có nhận xét gì về phần trình bày của Thảo Nhi không ạ? Nhưng có cái này vui quá, nhiều khi nó hơi trên nhiều chỗ, thấy không? Nhưng không kệ, chương trình Hát Bài Ước Mơ mà, tới đây tấm lòng là chính, thấy không? Dòng mà song ca sẽ hát hay hơn, hai cưng ha. Rồi. Dạ, em cảm ơn anh Trấn Thành. Dòng sau á mình sẽ tự tin hơn để hoàn thành bài hát của mình tốt hơn nha. Và đến với lại chương trình thì em cũng có thấy là sự xuất hiện của chị Thu Hồng. Đây là mẹ của Bình An và Bình Minh. Em xin mời chị ạ. Mình bây giờ xem thủy tinh đó chị, là có thuốc uống mình vẫn phải uống thuốc hàng ngày đúng không? Dạ vẫn phải uống thuốc hàng ngày, nhưng mà bác sĩ nói uống thì uống vậy thôi, chứ nó là bị coi như là nó bị bẩm sinh hoặc là nó bị cái gen di truyền gì đó, giật mình một cái nhẹ nó cũng gãi nữa đó. Nó không có đi lại được, và thành ra nó đâu có khiêng, đâu có bưng bê. Nó làm thì cũng nhờ chị phụ, còn đứa nhỏ thì nó cũng nói chung cái chân trái mình cái đùi nó mổ cũng 5 lần rồi. Một cái đùi không mà mổ 5 lần, rồi gãi thêm cái tay nữa, thành ra hai đứa nó không có đi được. Nói chung là thế này chị à, bạn lớn á, tại vì nãy em coi em rất thích cái cách bạn tư duy, em rất thích cái câu nói của bạn là đứng được hai chân thì mình đứng bằng hai tay. Làm em quyết định em phải tặng quà cho bạn là em bình thường em không có để mẹ em làm gì đó. Nếu như mà em như qua người khác, em không có để mẹ đi làm gì đó. Đó là đàn ông trụ cột của gia đình. Tấm lòng hôm nay em gửi tặng chị để lo cho hai bé, cho nó đỡ đần được phần nào hay phần đó. Dạ, em gửi gia đình của mình. Dạ, chị cầm đi. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn Thảo Nhi cũng như là tấm lòng cũng như là câu chuyện mà ngày hôm nay em mang đến với chương trình. Cảm ơn chị Thu Hồng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện cảm động mà một người y tá điều dưỡng mang đến. Bạn ấy muốn hát để thực hiện ước mơ cho một cậu bệnh nhân vô cùng đặc biệt của mình. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng xem đoạn video clip sau. À, mình tên là Trương Văn Lộc, là nhân viên y tế đang công tác tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Ngồi giờ chăm sóc bệnh nhân thì cái niềm đam mê của mình là đi tìm hiểu, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những bệnh nhân không có chi phí điều trị. Minh Di là cái bé là mình hát cho Minh Di á, là bé đi với ông nội tới cơ quan của mình, cơ quan làm việc của mình đi khám bệnh. Trong lúc làm việc thì tự nhiên mình nghe một cái giọng hát. Điều đầu tiên đập vào mắt mình là một cậu bé khiếm thị. Mắt của bé không có được sáng như bình thường. Nói chung là tự nhiên là mình thấy rất là đau lòng với lúc đó. Nó hát ra câu nào câu nấy thì y như là ai cắt vô da vô thịt mình ấy. Nói chung là lúc bé mới sinh ra là cũng không biết là bé bị như vậy. Bán được một cặp bò của nhà nước cho để
xó nghèo đó, rồi bán đi dắt bé vô khám trong bệnh viện Nhi Đồng á, là bác sĩ kêu sao không có đưa bé sớm mà bé bị kêu cái gì đột mắt tâm thể gì đó, và cũng dạng thuộc về như bẩm sinh. Còn nói chung là cái chuyện bé bị như vậy thì nói chung là cũng gia đình là cũng bất ngờ, nói chung cũng buồn, thì cũng có buồn thiệt, cũng nói chung là buồn tuổi thân cho bé thôi. Cái thứ một con ước mơ là con sáng mắt giờ con đi học với bạn bè. Còn cái thứ hai nữa là con ước là con lớn lên trở thành ca sĩ. Con giúp cha mẹ, giúp em Út. Thông qua cái chương trình thì mình, nói chung thì mình hát hò thì cũng không có bằng ai đâu. Gọi là cái nhiệt huyết, cái tâm của mình. Mình hát bằng chính trái tim của mình hướng tới Minh Di. Mình sẽ cố gắng hát hết mình để đạt giải thưởng cao nhất. Nên với tôi cay đắng tươi hơn. Lúc tôi cười mẹ còn vui hơn. Cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu. Thế tôi đâu mẹ gặp trăm lần. Lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lớn khôn rồi ngỡ còn trông nôi. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, nhưng yêu thương còn chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngựa xuôi, cho hôm nay con hát giữa mọi người. Sau ánh đèn con chỉ có mẹ thôi. Cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, những yêu thương còn chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con hát giữa mọi người. Sau ánh đèn con chỉ có mẹ thôi. Cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Cái bài hát của anh Lộc chọn á, rất là hay. Cái giai điệu rồi cái lời nó cũng rất là ý nghĩa. Khúc đầu có vẻ là mình hơi bị lo lắng á, mình hơi bị rung, cho nên là về cái tông thì nó hơi cao hơn cái nhạc tí xíu thôi. Nhưng mà về cái khoảng giọng của anh rất là sáng, lên những cái nốt cao là nó tới cái nốt đó, chứ nó không phải là mình vướng mình cố gắng. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con hát. À, đây là phần trình diễn cũng khá là hoàn chỉnh. Chúc mừng anh. Cảm ơn chị. Xuất hiện ở sân khấu của chúng ta bây giờ còn có em Minh Di và ông nội của em. Con xin mời chú. Trời ơi. Di ơi. Di ơi. Mới nãy con nghe con hát là con Nga biết con hát rất là hay luôn. Cái giọng con nó âm quản nó cao mà nó trong veo à. Di ơi, ai dạy con hát vậy hay là con tự con tập hát vậy? Dạ con tự mở trong điện thoại, con tự nghe con tự. Trời ơi, giỏi quá luôn á.
Bác ơi, cái chi phí mà mình để mổ giúp cho bé Di được sáng mắt á, thì là mình có biết cái chi phí nó bao nhiêu không bác? Cái giai đoạn nhỏ là cháu dưới 6 tuổi, còn cái bảo hiểm của thiếu nhi là tất nhiên hỗ trợ 100% của nhà nước mình. Cho nên là cái đó là mình cũng không có tính được, nhưng mà chú có tiền xe vô ra đây trên 300 cây số. Lần vô lần ra nó cũng hơi tốn chi phí. Nhưng mà lần sau này là đã cháu đã vượt qua khỏi 6 tuổi á, thì hình như đóng là mười mấy 20 triệu gì đó là không là có được miễn giảm. Không có được miễn giảm. Tương lai á, nó hỏi bác sĩ nói là như mắt của cháu là nó có một cái tia hy vọng nào để sau này cho cháu nó được nhìn sinh hoạt. Bác sĩ nói là cái này á, là phải kiên trì. Là cũng không có biết là sẽ trị được hay không, xác suất bao nhiêu phần trăm chưa biết, cứ phải theo vậy đó. Theo vậy, nhưng mà bác sĩ nói là nếu mà chờ cho cháu nó lớn á mới áp trồng được, cháu mới có nhìn thấy được. Vậy là đúng cái rồi. Cơ hội cũng còn có. Cảm ơn câu chuyện của mọi người nha. Đúng rồi cháu. Cảm ơn ông này dễ thương quá nè. Trời ơi. Rồi cảm ơn con trai. Cảm ơn anh Lộc cũng như là cảm ơn chú rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón quay trở lại sân khấu sự xuất hiện của ba thí sinh đầu tiên ạ. Xin mời các anh chị. Ngày hôm nay bốn thí sinh của chúng ta cũng đã hoàn thành phần thi của mình rất xuất sắc rồi. Em nghĩ quan trọng hơn hết chính là tấm lòng cũng như là tinh thần mà các cô chú anh chị đã mang đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với giây phút vô cùng hồi hộp, đó chính là điểm số từ bảng hệ thống. Xin mời hệ thống. Số điểm cao nhất trong vòng 1 này, chúc mừng anh. Và số điểm tiếp theo đó chính là chú Ngọc Tám và chú Hữu Thuần, đồng điểm là 79 và kế tiếp là Thảo Nhi là 75. Chúc mừng các người chơi ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp lại họ sau ít phút nữa với vòng 2, vòng chinh phục. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 2, vòng chinh phục. Thưa quý vị, ở vòng trước thì anh Văn Lộc đã có số điểm cao nhất, cho nên là anh sẽ giành được một quyền ưu tiên, đó là lựa chọn người sẽ song ca với mình ở vòng này. Anh lựa chọn ai sẽ là người song ca với mình ở vòng này ạ? Em quyết định chọn bạn nhỏ tuổi, bạn Thảo Nhi. Dạ. Rồi, lát nữa là phải tự tin để hát mình song ca với anh Lộc thật là hay nha. Tất nhiên là cặp song ca còn lại sẽ là chú Tám cũng như là chú Thuần. Hai chú một lát được cũng ráng lên nha. Mỗi một cặp sẽ đại diện cho một người để có thể lựa chọn bài hát ngẫu nhiên đến từ hệ thống của chương trình. Xin mời anh Lộc. Mẹ. Còn bây giờ thì con xin mời đại diện của chú Tám và chú Thuần. Về dưới mái nhà. Cũng mong là chú với lại anh lát nữa mình sẽ thi thật tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của hai cặp thí sinh ngày hôm nay. Đây là thí sinh Phạm Ngọc Tám và Hữu Thuần đã chọn được ngẫu nhiên bài Về dưới mái nhà, một bài hát vui tươi ca ngợi tình yêu gia đình, quê hương. Chắc hẳn đây sẽ là màn trình diễn đáng mong đợi. Bạn Văn Lộc và Thảo Nhi cũng đang gấp rút tập luyện bài Mẹ của Quách Biên. Đây cũng là dòng nhạc mà hai bạn đều yêu thích, phù hợp với lứa tuổi. Hy vọng hai bạn sẽ phát huy được thế mạnh của mình. Mẹ là
vòng tay, ấp ấp con qua những ngày đông. Mẹ là giống sông để con tắm mát chưa hè. Mẹ là răng tre che bóng con đi học về. Mẹ là bờ đê để con vui với cánh diều. Mẹ là bậc thang để con bước lên đỉnh cao. Mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều. Mẹ làm thật nhiều chỉ mong con song ca của anh Lộc cũng như Thảo Nhi. Không biết là ban giám khảo mình có những nhận xét gì dành cho hai bạn không ạ? Hai người hát cái bài này thì hợp. Bởi vì là cả hai bạn đều sở hữu chất giọng cao á, cho nên là khi mà vào cái bài này nó là một lợi thế cho cả hai luôn, đều nhưng khoe được cái chất giọng của mình. Nhưng mà tiếc cho Lộc chút xíu là tại vì nó thấp hơn so với những gì Lộc có thể thể hiện, đúng không? Tới cái bài này thì thực sự là Nhi được thể hiện giọng hát của mình, được khoe giọng hát mình rất là nhiều. Mà thấy cặp đôi của Lộc Nhi rất là hoàn hảo, gọi là cặp đôi hoàn hảo, hát rất là hay. Ngày hôm nay cũng đã hoàn thành xuất sắc rồi, chúng ta sẽ chờ đợi điểm số từ ban giám khảo sau ít phút nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Người ơi mau về đây, về bên bếp hồng tay cầm tay, cười lên chàng chưa tươi làng môi, nhớ phút vui đêm nay. Về đây cho lòng say, tìm khi mấy mùa hoa còn tươi, tìm khi nắng lên hay chiều rơi, ta nhắn nhau về đây. Nhà ai trong chiều nay lửa đêm đốn hồng vai kề vai, và nghe câu hát yêu đời ai hát mãi sao không nguôi. Vì thương yêu đời nhau, vì thương những chiều mưa về đâu, vì thương những người không tình yêu nên nhớ để tìm nhau. Ơi bếp hồng tươi ấm, bếp hồng tươi tiếng ca xa vời hát mừng, mừng lửa hồng tươi. Ơi nỗi lòng chan chứa hỡi người ơi, biết sao cho vừa,
tình thương của bếp hồng soi. Chiều nay mưa còn rơi, chiều nay bếp hồng đang còn say, chiều nay vui sáng trong tình yêu, nhớ phút vui không nguôi. Nào ai xa ngàn nơi, kìa bao mái nhà đang chờ ai, kìa bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi. Nào ai xa ngàn nơi, kìa bao mái nhà đang chờ ai, kìa bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi. Rất là hợp với giọng của cả hai luôn, của cả anh Thuần, của cả chú Tám luôn. Nhưng mà về cái phần âm thanh mà Trâm nghe được á, thì cái giọng của chú Tám có phần nó bắt mic hơn. Nhìn chung hai cái phần hát nó hòa quyện lắm, hát rất là hay. Chất giọng thì thích chất giọng của anh Tám nhiều hơn, nhưng mà về xử lý bài này thì thích của anh Thuần nhiều hơn. Ơi bếp hồng trời áo, bếp hồng tươi, tiếng ca xa vời. Chọn bài cũng có cái ngẫu nhiên đó, nhưng mà lại ra một cái bài nó rất là hai người hát rất ăn ý. Có vẻ như là ban giám khảo cũng đang rất đắn đo, bởi vì chú cũng như là anh là ngang tài ngang sức đúng không ạ? Vậy thì cho thời gian thêm để ban giám khảo có thể suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình. Thì em xin mời quay trở lại sân khấu sự xuất hiện của anh Lộc và bé Thảo Nhi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với điểm số từ ban giám khảo. Xin mời hệ thống. Đầu tiên đó chính là số điểm của giám khảo Trấn Thành. Bây giờ là số điểm của giám khảo Thúy Nga. Và chốt sổ là số điểm của giám khảo Võ Hà Trâm ạ. Lúc nào cũng giao cho tôi một cái công việc hết sức khó khăn. Và tổng số điểm từ hệ thống. Với tổng số điểm là chú Ngọc Tám 57, anh Hữu Thường 55, anh Văn Lộc 54 và Thảo Nhi 51. Thấp hơn một chút xíu thôi, rất tiếc là chúng ta phải chia tay với anh Văn Lộc và Thảo Nhi ở vòng này. Và hai bạn sẽ nhận được giải thưởng là giải 3 trị giá là 8 triệu đồng. Và Sam xin thay mặt cho chương trình gửi giải thưởng đến cho hai bạn. Vì đây là kết quả của chương trình nên tôi đợi đến giờ phút này thì tôi mới nói được cái sự chia sẻ của tôi. Nên Thành sẽ chia sẻ cái phần quà của Thành dành cho, đầu tiên là gửi tặng cho Minh Di 5 triệu đồng. Rồi còn về bé Nhi hát cho gia đình của cái bạn Bình Minh với là Bình An, thì Thành cũng xin gửi đến cho gia đình 5 triệu đồng để phụ tiền thuốc nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với vòng 3, vòng tỏa sáng. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện tài năng của hai nhân vật xuất sắc nhất ngày hôm nay. Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi, tưởng không bao giờ còn nhớ. Nhưng bóng một hôm trên đường ra phố thì tôi gặp người yêu ngày nào. Hay quá thằng ơi. Đôi mắt ưu tư thật buồn, nàng nhìn tôi rồi
rồi quay mặt bước đi như không hề quen biết. Cùng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi, trong những đêm không ngủ trong đèn nhìn khói thuốc bay. Em dí vang đôi mình được dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Bao lần khóc ước vai tôi trong những đêm giận hờn. Rồi ngày tháng em trôi, cuộc đời chia hai lối. Bóng một hôm có thiệp hồng báo tin vui, tiếng em lấy chồng khi về bên ấy. Em có nhớ người xưa không? Người tình của tôi xa cách từ bao ngày, tưởng không bao giờ gặp nữa. Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào. Thôi trách nhau chi, chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói sương, xin quên vào dĩ vãng. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ. Cách trở xa xôi miệt mờ, lòng còn chàng bao nhung nhớ hình dáng của người em thơ, trong tôi gói tròn ước mơ. Tôi sẽ về thăm quê hương Hồng Ngự, nhìn lúa tháp mười vườn lên đầy đồng. Bài hay dữ vậy ta, đâu ra bài này vậy? Nhìn dòng tiền giang em ai, nhìn cánh chim trời tung bay mà nghẹn luyến lâu dần đầy. Hồng Ngự ơi, tôi sẽ không bao giờ quên, tôi mãi luôn gọi tên em trong những đêm dài lưu luyến. Em yêu ơi, em nào biết trong yêu thương tôi thầm ước sẽ có ngày, có ngày sống mãi bên em. Tôi có người yêu mang tên Hồng Ngự, dù bao cách chờ nhưng không nhạt nhòa. Tình này dành cho em đó và khắc ghi vào tim tôi. Hồng Ngự ơi, nhớ em muôn đời. Hồng Ngự ơi, tôi sẽ không bao giờ quên, luôn gọi tên em trong những đêm dài lưu luyến. Em yêu ơi, em nào biết trong yêu thương tôi thầm ước sẽ có ngày sống mãi bên em. Tôi có người yêu mang tên Hồng Ngự.
dù bao cánh chờ nhưng không nhạt nhòa. Tình này dành cho em đó và khắc ghi vào tim tôi. Hồng Ngự ơi nhớ em muôn đời. Tình này dành cho em đó và khắc ghi vào tim tôi. Hồng Ngự ơi nhớ em muôn. Không biết là ban giám khảo mình nhận xét gì về cái hai dòng hát này trong cái vòng 3 này ạ? Dòng này hai người đều lựa bài rất hợp. Đôi mắt người xưa hát rất là tình cảm. Riêng về bài Hồng Ngự của ông Tám, trời ơi, ông vô câu đầu thôi tôi muốn xỉu luôn, nó hay thiệt là hay. Cách xử lý nhã chữ mà anh nâng niu, anh nói là tôi có người yêu tên là Hồng Ngự. Tôi có người yêu mang tên Hồng Ngự. Và anh rót cái chữ mà người yêu á, nghe trời yêu thiệt, nghe cưng muốn chết. Mà hát nhẹ hiều, giống như không hát vậy đó. Hát mà nhõng nhẽo nữa mới chết chứ trời ơi. Cái giọng ngọt ngay như mía lùi vậy đó. Đúng là cái bài hát này của chú ca quá hay luôn. Nhưng mà làm cho mọi người ở dưới này là say đắm hết. Còn về anh Thuần thì vòng này là anh, em phải nói là anh hát rất hay. Tự nhiên bao nhiêu cái lỗi của những vòng trước là vòng này khắc phục hết. Và hát rất là tình cảm, hát hay lắm. Mà khó cho điểm quá. Để xem điểm số của ban giám khảo dành cho hai người chơi xuất sắc ngày hôm nay như thế nào, xin mời bảng điểm từ hệ thống. Và đầu tiên đó chính là điểm số từ giám khảo Trấn Thành dành cho anh Hữu Thuần. Anh Thuần hát quá hay, phải vậy thôi. 20 điểm. Và tiếp theo là số điểm của giám khảo Trấn Thành dành cho chú Cộng 8. Anh 8 mà có 21 thì cũng cho. Cũng 20 điểm. Và bây giờ là điểm số của giám khảo Võ Hạ Tranh. Ca này em nói là rất khó. 20 cho anh Thuần luôn. Chú Ngọc 8 cũng yêu thương vô bờ bến 20 luôn. Bây giờ là số điểm của giám khảo Thúy Nga dành cho anh Hữu Thuần. Đến vòng chung kết thì ta nói giọng ai cũng ngang tài ngang sức hết. Nhưng mà mình cũng phải phân định ra một người cao hơn chút xíu, một người thấp hơn chút xíu. Cảm ơn rất nhiều. Và điểm số hiện tại bây giờ anh Hữu Thuần là 59 và chú Ngọc 8 là 60. Chúng ta vẫn còn đợi 40% số điểm còn lại từ lượt bình chọn của tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng bình chọn cho hai thí sinh xuất sắc nhất của ngày hôm nay. Quý vị khán giả nhớ là mỗi một khán giả chỉ được bình chọn cho một thí sinh duy nhất mà thôi. Xin mời các bạn khán giả hãy truy cập vào trang web hmaiucmo.dienquan.com. Còn bây giờ thì 30 giây bình chọn bắt đầu. Rất hồi hộp ạ. Hôm nay với giá trị là 20 triệu đồng. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin
mời giám khảo Trấn Thành và giám khảo Võ Hạ Trâm sẽ trao giải nhất cho chú Ngọc Tám. Và cũng xin chúc mừng anh Thuần đã đạt giải nhì ngày hôm nay với giải thưởng trị giá là 14 triệu đồng. Xin mời giám khảo Thúy Nga sẽ trao giải thưởng giải nhì cho anh Thuần ạ. Đây Tám ơi, chúc mừng chú Tám nha. Chúc mừng chú Tám. Chúc mừng anh Thuần. Dạ. Dạ, cảm ơn anh và chú ngày hôm nay đã đến chương trình, không những là mang cái giọng hát của mình đến mà còn mang một cái tấm lòng rất là đẹp nữa. Mình chú thì mình còn làm được cái gì thì mình làm, mình cố gắng mình sống tiếp. Ba của con là một người cha vĩ đại. Bây giờ con không phải làm gì để giúp cho ba được, con chỉ có thể học thôi. Nhỏ xíu mà cái đầu rất lớn, chú tin là con lớn lên con sẽ là một người tốt. Con lớn lên cùng nắng trên vai. Đón xem tập 12 Hát Mãi Ước Mơ phát sóng vào lúc 20:30 ngày 4 tháng 10 năm 2019 trên kênh HTV7. Chương trình Hát Mãi Ước Mơ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Giấc mơ xanh trong đêm mộng lành vẫn hay về qua. Hát lên tiếng hát yêu thương cho đôi chân bình yên cất bước. Hát lên hát mãi ước mơ trong ta từng giờ cháy lên niềm tin. Hát lên hát lên câu chuyện tình.